Các bạn ơi, đây là rừng mận nhá. Rừng mận nào? Xin view các bạn rừng mận nhá. Rừng mận Sơn La. Mình đang có mặt tại rừng mận Sơn La. Rừng mận Sơn La và xin view các bạn cái quả rừng mận Sơn La này, các bạn có thể nhìn thấy một cánh đồng mận rất trắng, hoa trắng lắm. Rồi, hoa rất trắng luôn. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Hoa trắng chưa? Rồi, hoa trắng này. Đấy. Thấy chưa? Đấy. Rất nhiều người đang vào đây chụp ảnh. Rất nhiều người vào đây chụp ảnh nha các bạn. Có thể nhìn thấy đây, rừng mận đây. Mình sẽ tiến lại gần một cây mận để các bạn có thể xem nhá. Hoa mận này. Rồi, hoa mận nha. Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoa mận này. Thấy hoa mận không? Đấy. Đây là hoa mận này của chúng ta này. Trắng lắm. Nó mỏng manh, dễ vỡ như hoa đào ấy. Đấy. Không tên mận thì tên đào đúng không? Ôi, các bạn thấy chưa? Một rừng mận trắng này. Đấy. Rừng mận trắng đẹp không? Mận trắng nhá. Review. Review các bạn một rừng mận trắng.